Sau khi kết thúc chương trình làm việc với lực lượng bảo vệ biên giới tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, cùng đoàn công tác của Trung ương và lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đến thăm trao tặng quà Tết cho người nghèo của huyện Bến Cầu. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao tặng 100 suất quà Tết cho các hộ là gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã Long Thuận, xã Lợi Thuận và thị trấn Bến Cầu. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm hỏi và bày tỏ vui mừng cùng sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp trong tỉnh. Huyện Bến Cầu đã vận động các tổ chức cá nhân ủng hộ, chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, vui xuân đón Tết. Bộ đội biên phòng tổ chức và duy trì chương trình đoàn kết quân dân. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Tây Ninh cùng bà con tham quan các gian hàng đặc sản của tỉnh trong khuôn khổ chương trình đoàn kết quân dân chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng.